cuộc sống nhiều bộn bề lo toan, ai ai cũng mong có được hạnh phúc. Người ta là gián đã đóng thuyền rồi, chẳng lẽ 20 năm qua ông không quen được một người khác hay sao? Dây leo hạnh phúc. Dây leo hạnh phúc là bộ phim do Today TV hợp tác sản xuất với 35 tập phim là những câu chuyện cuộc đời khác nhau. Anh ích kỷ, anh nhỏ nhoi, anh không thể nào bằng anh ta được hết á. Anh nghĩ anh phải khác những người đàn ông khác cơ. Một hạnh phúc rất đổi giản dị bình thường, nhưng nếu chưa trải qua thử thách thì không phải ai cũng cảm nhận được. Dây leo hạnh phúc phát sóng vào lúc 21 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, bắt đầu từ 2 tháng 5.